trọng, lịch lãm, cao cấp. Dây lưới nam da bò được làm từ chất liệu da bò thật 100%, chất da càng đi càng bền. Đi giày, chân bạn luôn khô thoáng, khử mùi tối đa. Thêm một lớp phủ nano công nghệ Nhật Bản trên bề mặt da, đảm bảo giày luôn sáng bóng và đẹp như mới. Từng đường chỉ trên giày được may hoàn toàn thủ công, tỉ mỉ, tạo nét đẹp riêng, tinh tế. Đế cao su non mềm bao linh hoạt quanh giày, chịu lực cực tốt, tạo sự thoải mái nhẹ tênh khi mang giày. Bên trong giày sử dụng lót giày cao cấp, ngay lập tức bạn cảm nhận được độ êm của giày khi đặt chân. Để lại ngay số điện thoại của bạn dưới video và có ngay một đôi giày của riêng mình.